Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan an ninh điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án và ba bị can gồm Vũ Trung Hiếu, sinh năm 2005, ở phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, Hoàng Thị Thu Trang, sinh năm 2003, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, và Hoàng Ngọc Tuân, sinh năm 2002, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ở thành phố Cao Bằng. Trong ba bị can bị khởi tố, thì Tuân đang bị tạm giam, còn Hiếu và Trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua điều tra, ngày 28 tháng 6, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tại phòng thi 0176, Hội đồng thi trung học phổ thông thành phố Cao Bằng, thí sinh Vũ Trung Hiếu đã dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn sau khi phát đề 15 phút và gửi cho Hoàng Thị Thu Trang qua ứng dụng Facebook để nhờ Trang giải hộ. Khi đó, Hoàng Ngọc Tuân là bạn trai của Trang đăng nhập vào tài khoản Facebook của Trang, thấy hình ảnh đề thi trên nên lưu hình ảnh lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của Tuân. Đề thi sau đó bị lan truyền trên mạng. Trong khi đó, Trang đã giải và gửi lại cho Hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi, nhưng do giám thị coi thi nghiêm ngặt nên Hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án. Mặc dù hành vi của ba bị can trên không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nhưng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gây dư luận xấu trong xã hội về tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi.